Xin chào mọi người, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến mọi người về một số cái chỉnh rất bí ẩn trong trò chơi khá nổi tiếng từ xưa giờ của hãng Sunsoft năm 1986. Mọi người thường gọi là bí ẩn của Atlantis, nhưng mà tên gốc tiếng Nhật của nó là Atlantis no Nazo. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ bí ẩn chỉnh tàng hình bất khả chiến bại. Để chỉnh được tàng hình bất khả chiến bại thì mình phải cần sử dụng hai tay cầm và nhấn rất là nhiều nút phối hợp với nhau. Phải nói rằng là một cách chỉnh rất dài và khó khăn. Thì đầu tiên mình sẽ phải nhấn nút B của tay cầm 1 33 lần. Rồi tiếp đến mình sẽ giữ hai nút lên và select của tay cầm 1. Rồi sau đó nhấn nút A của tay cầm 2 22 lần. Rồi vẫn cứ giữ nguyên hai nút lên và select của tay cầm 1. Rồi tiếp cuối cùng là mình sẽ giữ 3 nút xuống AB của tay cầm 2 và nhấn Start của máy 1. Bây giờ sẽ để tay cầm 2 ra đây. Đã. Bây giờ bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Rồi giữ 2 nút lên, Select. Rồi sử dụng tay cầm 2, nhấn nút A 22 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rồi bây giờ giữ xuống AB và nhấn sát tay cầm 1. Đấy, thế là xong rồi đấy. Đấy, giờ đi cho chúng thoải mái. Vô tư. Đó. Đây thì đó là bí ẩn chỉnh tàng hình bất khả chiến bại. Bây giờ tôi xin chia sẻ tiếp bí ẩn chỉnh vô tận mạng. Thì cách chỉnh vô tận mạng mình cũng sẽ dùng hai tay cầm 1 và 2 để phối hợp các nút, cũng hơi dài và rắc rối chút xíu, nhưng mà sẽ dễ hơn cách chỉnh tàng hình bất khả chiến bại. Thì đầu tiên mình sẽ nhấn nút A của tay cầm 2 11 lần, sau đó nhấn nút B tay cầm 1 22 lần và nhấn Start vào thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Start. Thì mình sẽ nhìn là nó sẽ quy định là 7 mạng, nhưng mà mình chết bao nhiêu mạng đi nữa thì nó cũng vẫn chỉ là 7 mạng, không giảm mà cũng không tăng. Thì vô tận mạng là như vậy. Đấy. Nó sẽ không có để là dấu hiệu gì, hay là một chữ dấu hiệu của vô cực hay là vô tận. Đấy. Mà vẫn cứ là số 7. Đấy. Chết bao nhiêu nữa cũng vẫn là số 7. Thì vô tận mạng là như thế. Đấy. Thì đó là bí ẩn mà tôi đã khám phá được trong trò chơi này. Xin chia sẻ cùng mọi người. Phần chia sẻ hôm nay đến đây kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video ở tương lai.